nguyên nhân và cách khắc phục ngứa vùng kín ở nữ giới. Để tìm hiểu về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ Trần Thị Thanh Ngân, bác sĩ sản phụ khoa tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI. Tìm hiểu về tình trạng ngứa vùng kín ở nữ giới. Ngứa vùng kín ở nữ giới là hiện tượng mà nhiều chị em gặp phải, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Trong nhiều trường hợp thì ngứa vùng kín là một biểu hiện do cách sinh hoạt hoặc là một biểu hiện của bệnh lý phụ khoa. Nguyên nhân gây ngứa vùng kín ở nữ giới. Ngứa vùng kín có thể xảy ra do cách sinh hoạt hoặc là do bệnh lý. Một số nguyên nhân có thể gây ngứa vùng kín có thể kể đến như sau. Thứ nhất là mặc đầu lót quá chặt. Thứ hai là vệ sinh vùng kín không sạch sẽ. Thứ ba là sử dụng các dung dịch vệ sinh có thành phần không phù hợp. Thứ tư là dị ứng với các thành phần của thuốc. Ngoài ra thì khi chúng ta bị viêm âm đạo, viêm nội tuyến cổ tử cung cũng có thể dẫn đến ngứa vùng kín. Bị mụn rộp sinh dục hoặc là nhiễm giận mu cũng có thể dẫn đến ngứa vùng kín. Hoặc là khi mắc các bệnh sùi màu gà, các bệnh lý về ngoài da như là nấm, tắc lào, lang đen. Cách khắc phục tình trạng ngứa vùng kín ở nữ giới. Sau đây là các cách để có thể khắc phục tình trạng ngứa vùng kín ở nữ giới mà bạn cần lưu ý. Thứ nhất là tuyệt đối không nên gãi vùng kín khi chúng ta bị ngứa, bởi vì nếu chúng ta gãi thì có thể là nặng lên tình trạng bệnh lý. Thứ hai là thăm khám và điều trị kịp thời các bệnh lý phụ khoa theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Thứ ba là mặc đồ lót có chất liệu, thoáng mát, thấm mồ hôi và thay đồ lót hàng ngày. Thứ tư là vệ sinh vùng kín sạch sẽ hàng ngày. Thứ năm là không tụt dưỡng âm đạo để tránh mất cân bằng pH âm đạo. Thứ sáu là sử dụng các dung dịch vệ sinh có thành phần dịu nhẹ, an toàn. Và thứ bảy là vệ sinh kinh nguyệt, sử dụng các vệ sinh khử khuếch hay băng vệ sinh thường xuyên 3 cho đến 4 tiếng một lần trong thời kỳ kinh nguyệt. Ngứa vùng kín ở nữ giới là dấu hiệu của bệnh lý phụ khoa thường gặp và cần được thăm khám và xử trí kịp thời. Do đó, phụ nữ cần được thăm khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần để đảm bảo sức khỏe sinh sản và tránh những bất tiện trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ video và nhấn theo dõi kênh YouTube của Thu Cúc TCI để cập nhật các thông tin y tế và bảo vệ sức khỏe nhé.